Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Mitropin, được sản xuất tại công ty Indiana Ophthalmix, Ấn Độ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Mitropinen cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Hoạt chất Atropine Sulfate Oxychloro Dạng bào chế Dung dịch Công dụng, chỉ định Sản phẩm được sử dụng để Kiểm soát sự tiến triển của bệnh cận thị Chống chỉ định. Không sử dụng cho người. Quá mẫn với thành phần của thuốc. Bệnh nhân bị glaucoma góc đóng, góc mở. Cách dùng: thuốc nhỏ mắt. Liều dùng. Liều dùng thông thường, mỗi ngày nhỏ vào mỗi mắt một giọt trước khi đi ngủ thời điểm nhỏ mắt như vậy giúp người bệnh tránh được tác dụng không mong muốn. Tuy vậy, thời gian nhỏ thuốc không quá quan trọng. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nồng độ atropine 0,01% không ảnh hưởng đáng kể đến kích thước đồng tử và sự điều tiết của mắt, tác dụng phụ gần như không có. Sử dụng atropine 0,01% ít nhất 6 tháng để bác sĩ đánh giá được hiệu quả. Tiếp tục sử dụng cho đến 2 năm sau đó có thể ngừng điều trị và nếu cận thị tăng trở lại thì người bệnh sẽ lặp lại liệu trình như trên. Lưu ý đặc biệt Không chạm đầu lọ nhỏ vào bất kỳ bề mặt nào để tránh lây nhiễm bẩn đậy nắp sau mỗi lần sử dụng. Không dùng dung dịch này khi đang mang kính áp tròng. Ngưng dùng thuốc trong trường hợp đỏ và ngứa mắt kéo dài ngày càng nặng lên hoặc kéo dài 72 tiếng. Tác dụng phụ Nồng độ atropine rất nhỏ 0,01% giúp hạn chế tối đa tác dụng không mong muốn của atropine lên mắt. Tác dụng không mong muốn được ghi nhận là kích ứng tại chỗ, viêm kết mạc. Chú ý, Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng Mitropin. Khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Atropin đi qua nhau thai nhưng chưa xác định được nguy cơ độc đối với thai nhi. Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với atropin nên cần thận trọng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Đối với người lái xe và vận hành máy móc. Sau khi dùng thuốc tầm nhìn có thể tạm thời không ổn định. Không lái xe sử dụng máy móc hoặc làm bất cứ hoạt động yêu cầu phải có tầm nhìn rõ ràng, cho đến khi bạn chắc chắn có thể thực hiện các hoạt động này một cách an toàn. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Mitropin, đồng thời biết cách sử dụng Mitropin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham